Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, từ hơn 10 năm nay, chúng con lúc nào cũng tha thiết ước mong vùng Tây Bắc có được một thiền viện tu tập pháp môn tu thiền do Thầy chủ trương, để chúng con nương vào đó mà tu học. Vào tháng 6 năm 2001, chúng con đã quyết tâm bắt đầu thực hiện Phật sự thành lập một nơi tu tập chung cho Phật tử vùng Tây Bắc. Phật sự này đã được trình Thầy vào ngày 7 tháng 7 năm 2001 và đã được Thầy cho phép tiến hành. Thầy đã quyết định nơi tu tập chung này sẽ là một thiền viện với tên Hội Thiền Học Việt Nam. Tên riêng của thiền viện sẽ được Thầy đặt sau. Hôm nay chúng con kính trình Thầy chương trình thành lập Hội Thiền Viện Việt Nam tại Quebec, Canada. Thôi được, đưa anh vậy rồi để thầy coi. Dạ. Đây là cái bản đồ miếng đất. Cái sà lê nhỏ ở đây, cái gà nhỏ ở đây, từ hai phòng ngủ, đây là nhà chính, con đường này, cái này có ông nhanh trên. Nói chút hả thầy? Chút, chút, nó là chai chút. Dạ. Mà uống trà đi. Dạ. Nghĩa là tạp cái này. Dạ. Cái này là gì? Đất núi. 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 Đưa thầy coi cái hình trước. Cái hình thì để thầy nói mình biết cái nhìn cái này coi. Ở trên máy bay trực thăng trực xuống nha. Cái hồ chỗ nào? Dạ. Cái hồ chỗ nào? Chỗ cái cầu đó hả? Cái ao nhỏ, cái hồ thì nó nằm... Cái hồ nằm đối diện bên đường đó. Ừ. Cái này cái nhà trắng. Ở đường xe này, đường lớn hay đường dạ, nhỏ? Đường lớn. Đường xa. Đường nó giống gió, đường giống gió là cảnh đường ở trước đường này nè. Như vậy thì đâu có sợ bị lấp hả? Dạ, không sợ. Tuyết lấp không? Dạ, nó có cào tuyết, nó mùa đông thì... Mà mùa đông nào thì cũng phải chỉ nó đi và kia biết cái sao thì này được không? Trên nó mùa thu nó bá nó đổi màu. Nhà chính là vô ở liền được. Mấy căn nhà này là ở liền được có cái. Mình nhìn qua bên kia lộ là nó sát lộ đi vô gần hơn ở đây. Nó không nhiều lắm. Cái hình dài dài đâu rồi? Đó. Trong cái bịch của em á. Trong cái bịch của em á. Nhà cái nhà.
tương tự như cái khoảng trước này bằng khoảng trước này. Được rồi, mình nếu không cho môi sẽ hết vô. Dạ, người trong này chứ không phải. Nếu trong nhóm hơn nữa bạc thầy là đã được gần 50 ngàn. Mà giá là không 20 ngàn. Cho chưa có kêu gọi đó. Kêu gọi mà của Phật đệ tử có mặt thầy mới trong môi ăn tụi con chưa có kêu gọi. Tại là con nghĩ nhiều khi mà được, nhiều khi không cần được tiền này ba, chỉ cần được chút xíu rồi. Tiền ba. Ở trong rừng này đó, trong rừng tụi con lên đó chơi cái rừng thông á. Có cái hồ nhỏ trước nha. Để đưa thầy coi kỹ hơn trước cái hồ nhỏ. À đưa nguyên cái sạch. Đưa cái hình lớn cho thầy coi trước nè. À đây nè, cái này rõ nhất nè, cái trên trực thăng thầy cũng không mường tượng ra được. Đó cái miếng đất này. Dạ đó, nhiêu đó thầy. Còn cái miếng đất của mình là từ ra dài như sao này. Nó dài sao luôn. Nhưng mình cứ ở đầu tiên dạ. Đây. Là ba cái nhà, một cái nhà, hai cái nhà, ba cái nhà. Ở được có một cái nhà thôi. Tạm thời thì vậy. Cái này cái hồ bên kia đường thầy đứng ở trên cái nhà trên cao mình. Cái nhà nhỏ đó thầy từ trên cao nhìn xuống. Đối diện bên mình cái hồ. Nhìn qua thì có. Dạ. Dạ thầy đi. Nhìn cái dòng suối. Nhìn cái hồ đó hả? Mà hướng Tây nó có cái hồ lớn lắm thầy. Dạ. Lấy cái bản đồ cho thầy coi cái bản đồ. Bản đồ đó thì địa lý quá. Thầy cái này là rõ nhất này, cái nhà này. Cao cả. Dạ. Cái ông chủ này ông bánh rồi bánh đó thôi. Tức là cái trên này ta làm ta xây lên đây và trên dưới mình trống. Ở dưới mình để đồ. Ở dưới cái hầm sơn đó. Dạ. Đây cái này là cái hồ nhỏ mà nhìn cái. À rồi được rồi đó. Ra thử coi. Cái này là tụi con quay là để về bển cho bằng chứng cho quý vị đạo hữu coi đó thầy. Chỉ có xa với gần cái này. Tụi con mấy bữa nay là chỉ có xa với gần thôi, chứ không có gì hết trơn cái này. Thầy cũng đang suy nghĩ sẽ thành tăng gì đi vậy. Bây giờ đó thì có hai miếng đất rộng quá. Dạ. Lặng ha. Thì để mình tìm chỗ, cái là chỗ nào vị trí của tăng, chỗ nào vị trí của ni. Bởi vì ni mà mấy cô già già hả thì không sao. Dạ. Yeah. Nhưng mà tại vì đất rộng đó là thầy sau này cũng có một số vị họ cũng muốn lên lớp tu đó là thầy. Vị hoặc là xuất gia sau lên đó xây tháp tu để những vị cư sĩ đó là thầy. Họ cũng có cái ý định đó. Nên nhiều khi mình cất một vòng chung quanh thì bên tăng thì có những người nào lớn tuổi muốn tu thì ở đó là bên tăng, bên ni có những người nào muốn tu thì các người bên ni. Đông đảo chút thì. Và thầy nói lại cho con cái tên của thiền viện để con thâu luôn. Dạ. Thiền viện đặt tên là Đạo Viên. Đạo Viên là một thiền sư ở Trúc Lâm dưới thiền sư Hiển Quang
là đạo viên, dưới đạo viên là đại đăng. Là đạo viên tròn. À, là đạo tròn đại đăng. Đạo xin một bữa nữa trả hết cho đại tập hết thành trả hết thì đạo xin cũng có. Tụi con mà thông báo cái này lên chắc nhiều chỗ cháu cũng phải xin gấp gấp rồi thầy. Nghe nói bên xăng người thầy còn cái năm tới đi đâu đi không được thôi, chứ năm tới nữa là chức định không đi đâu. Vậy là hiện quang là của thầy Thông Chiếu hả thầy? Không phải, hiện quang là của Thông Dũng với Thông Hoàng. Không, không, mình cũng biết thầy thích thôi. Cây này thầy cũng chịu, nếu có cây má. Cây này nó hợp cây sò. Nó bền đó, mà nó tốt, cửa tốt. Để vậy theo bóng mát nó có hòa. Cái chùa phải có, ta tự anh Tùng Lâm đó. Thầy có xin xe. Ra dễ, yên tĩnh. Chùa mà nó trống lóng. Ở bên đó thì cái thông nó đủ loại hết này, một cái nồi nó lớn mà nó xòe ra để cái mùa Noel đó, cái mùa Giáng sinh đó, người ta hay để trong nhà, và có loại nhỏ, có lá nhỏ, loại lá to, đủ loại, gần như mười mấy loại trong cái vườn đó. Để mà bán được kiếm một hai loại về thì trồng. Dạ, thì chúng ta cũng nói. Đã lãnh thì chắc đầu tiên là thầy có cho trong cái sự tăng mà trước. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Bên thầy hả? Trời sao nữa. Để thầy đi được. Đây là nhà lên phương xa. Đi dạng đường. Phải hai vị cho, phải hai người cho một người. Hai người để có bạn. Một người mà ở chỗ vắng buồn chết. Nhập thắt luôn. Bên đó là bạn hàng trọng trách mấy người dặn dò kỹ lưỡng. Để làm cho xong. Tụi thành ra tụi con kỳ này bốn người này qua cũng như là đi xin thầy một chút của báo vậy. Xin cha già một chút của báo. Xin được cực. Cấm đầu. Vừa làm gì tôi, cứ làm gì tôi mới cấm đầu. Mà khánh thành cho tụi con cho Thông Chí cho mà lên khánh thành hết luôn nữa. Dạ dạ dạ. Làm theo. Làm theo đó. Dạ theo cho đỡ tốt. Dạ cạo phần nữa. Mình nhớ cạo luôn. Giờ lập tăng ở với quý thầy. Thì cư sĩ tử đâu có được quyền mà. Anh cho Việt Nam hả? Để chừng nào mà có cái phần của nữ thì nữ thì chắc thầy khỏi cần đưa, có bên nam làm căn bản rồi, giờ bên nữ thì tụi con mấy người xuất gia đó như Huyền Đức rồi đó về cái tụi con từ từ tụi con hai ba cái đứa có mặt đây này. Từ từ vô đó thầy điểm danh đó rồi. Cái đó là cái mà tụi con đủ được hai mặt, mình vừa là thí chủ mà vừa là cái người trụ cốt ở đó, xuất gia. Có tụi con xuất gia thì tất nhiên là những người địa phương họ dễ thấy hơn, chứ còn những người ở xa xuất gia họ ít có quan tâm. Có người thân của mình xuất gia là họ có những người lần lần họ quen. Thì mấy đứa dám chịu đựng mà cách tìm việc thì thầy tin chứ sao. Cái này là cái thử thách
cái thử thách đầu mà làm được thì cái sau làm được. Thì cái bữa nay thì tính là cũng được 10 vị đi rồi. Còn ở Đại Đăng thì 12 ông thầy rồi. Dễ thành được cái thiền viện chứ. Ở một hai người nên đóng thành thiền viện. Không. Đất còn lắm.